Olympic sinh học quốc tế năm 2022 được tổ chức tại Cộng hòa Armenia từ ngày 10 đến ngày 17 tháng 7 năm 2022. Kết quả, đội tuyển Việt Nam giành 4 huy chương, 1 huy chương bạc, 3 huy chương đồng. Em Võ Tiến Thành, học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương tỉnh Phú Thọ tiếp tục giành huy chương đồng. Điểm phần thi lý thuyết của Võ Tiến Thành cao nhất toàn đoàn Việt Nam cũng nằm trong top điểm cao nhất về lý thuyết của IBO Trước đó, trong cuộc thi Olympic sinh học quốc tế năm 2021, Võ Tiến Thành cũng từng đoạt huy chương đồng. Đây là năm thứ tư liên tiếp Phú Thọ có học sinh tham gia và đoạt giải Olympic quốc tế.